ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកបន្តនេះគឺមេបញ្ជាការតំបន់សឹករងខេត្តកំពង់ធំបានចុះសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជានាំនៅអំណោយឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតចៃជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតហើយណែនាំឲ្យពួកគាត់បន្តអប់រំកូនចៅបន្តដាំដុះដំណាំរួមសំនិងចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារបន្តទៀត ឧត្តមសេនីយ៍តោសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំកាលពីម្សិលមិញបានដឹកនាំសហការីរួមជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីនាំយកនៅអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកទៅផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីទាល់ក្រចំនួន 6 គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងឃុំដងស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំដែលអំណោយនេះគឺបង្ហាញពីការគិតគូរពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋន
chia ca rong này con cho tập bộ camera phô mến nâng chi mê bình chia ca con tọp trường cục tăng tại bàn đo nơi biên ở hát cường ô bạc phục bò đề phục nâng thả vị ca đồng bây đo chun bình chia ca rạch hàn đồng bọn bà tập bạc ca sắc rong cầm phong thống nông ca chui đo sái đo bà chia bò rõ tì tòa cro có đôi chia ả đơn dơ tử chân chuộp ca lũng bạc đòi mình tục ao bà chia bò rõ nâng ả đơn dơ tử chân nam ảnh ai cáo đòi khuyến ca dọc chất tục đạp bì xâm nạ thân ạ đất nguồm nâng ả nhà thôn mù lật hàn nụ lời lúc ban ông bê bình yêu ai bà chia bà tặng ở rùm khí thay đặt ra sọc xong tệp hiệp đại công bông miên sọc ngay ở bàn công vũng nâng chưa chạy lơ cả đất nôm đọc trâm trời rồi bỏ đi đọc tháp hì bà bà chà bón đại đất nôm ai bà tế ai miên sọc xong tệp hiệp nâng cả áp hì bà đi châm rán đôi sắp ngay này.